Hãy xin chào mọi người nha. Ok, đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay luôn nhỉ. Rồi, thì như thông báo ở phía trước thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa 20 câu hỏi quan trọng nhất của GPT cả nhà mình nhá. N3, được chưa nào? Cấp độ N3. Rồi, hajimemasho. Hãy, câu đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát từ câu 61. Hãy. Ok. Mite kudasai. 61 番. Kono nedan ni wa shouhiizei ga nani nani imasu ka? 1. Kotowararete. 2. Kakomarete, 3. Kakusarete, 4. Fukumarete. Ừ, xong thì chọn 4 là bao gồm này. Bảo Long cũng chọn 4 là bao gồm. So desu ne. Hãy, 4 bảng desu. Fukumarete, chắc chắn là trong N3, đặc biệt là về phần từ vựng là các bạn đã học động từ này rồi đúng không? Nó có nghĩa là bao gồm, chính xác ạ. Bao gồm hoặc là chứa. Đấy, thì trong câu này các bạn dịch được hết không nhỉ? Đây là nedan, giá cả này. Đây là shohize, là thuế tiêu dùng, phải không cả nhà? Nhớ không đây? Rồi, thì mình sẽ dịch là gì nhỉ? Trong cái giá này thì đã chứa hay đã bao gồm thuế tiêu dùng hay chưa? Thường thì các bạn đi mua sắm là nó sẽ có giá kèm thuế rồi đúng không? Thì mình muốn hỏi lại cho chắc chắn là cái giá này này thì nó đã bao gồm tiền thuế hay chưa? Ok, đáp án 1, 2, 3 có ý nghĩa là gì cả nhà mình nhỉ? Ừ, Thảo Lê bạn rất là nhanh này, bạn có comment được đáp án số 1 và số 2 cho chúng ta rồi. Ichiban, kotowaru, mình sẽ viết động từ gốc của nó nhá. Kotowaru mang nghĩa là từ chối. Hay. Ví dụ như các bạn từ chối một lời mời đúng không? Xa xôi, kotowaru. Số 2, kakomarete là được chia từ động từ gốc kakomu thì sẽ là bao quanh hoặc là vây quanh đúng không mọi người? Hay. Bao quanh này. Còn số 3 là gì ạ? Kakusarete tức là kakusu thì sẽ là gì nhỉ? Lấp này, đúng không? Ừ, cái bảng này nó nhạy quá. Rồi, lấp, rồi là che giấu đúng không, hay là ẩn náu một cái gì đấy. Hai, kakunin shimashou, oboite masu ka? Hãy tiếp tục, ikimashou. 62 nào cả nhà ơi. 62, sendo tonari no ken made nani nani koji ga okonaware teiru. 1, sumu. 2, nobasu. 3, mawasu. 4, yurusu. Hai, nan ban kana? Hoàng Ni 2, kéo dài, Bảo Long 2, Song Hỷ cũng chọn 2. Ok, chính xác rồi, đáp án của chúng ta là 2. Nobasu thì mang ý nghĩa là kéo dài đúng không cả lớp? Kéo dài nhá. Rồi, trong câu này còn một số từ vựng cũng như chữ Hán khác thì chúng ta cùng nhau xác nhận về cái cách đọc cũng như ý nghĩa này. Ví dụ từ số 1, senro là đường ray đúng không ạ? Tiếp theo, tonari no ken, được chưa? Ken chính là cái tỉnh bên cạnh đó. Còn chữ này đọc là gì nhỉ? Ji chính là một cái công trường đúng không nào? Còn động từ này đọc là okonawareru là nó đang được tiến hành, đang được thực thi hoặc là đang thi công đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ dịch cả câu như sau này. Chủ ngữ đứng trước cả phải không nào? Công trình đúng không? Hoặc là một cái công trường mà nó đang thi công cái gì mọi người nhỉ? Kéo dài cái đường ray sang thành phố bên cạnh. Ideska mọi người dịch được chưa? Đúng rồi là kéo dài cả nhà nha. Ok. Rồi đáp án số 1 từ sumu. Đấy, bạn nào mà học kanji của N3, học một nhớ ba biên dụng mô đi rồi là các bạn học những Hán này rồi đúng không? Sumu thì nó sẽ mang nghĩa là chồng chất. Chồng chất hoặc là xếp đống ấy đúng không? Hay là trong tích lũy kinh nghiệm cũng được, chúng ta sẽ dịch theo nghĩa bóng. Số 3, mawasu là xoay quanh, tức là xoay này, hoặc là vặn. Đấy, vặn núm ấy, chẳng hạn. Đấy, mawasu. Còn số 4, yurusu là tha thứ. Hai. Rồi, bạn nào mà mọi người bị quên một cái từ vựng nào đấy thì nhớ là memo lại nhanh trong vở, trong sách của mình hoặc là chụp lại màn hình nha. Tiếp tục câu 63. Không làm khó được mọi người đúng không? Khởi động bằng những câu rất rất là dễ như thế này thôi. Rồi, liệu 63 cả nhà mình làm đúng không nhỉ? Hãy ikimashou. Bike no taiya no kuki ga sugu ni noru koto ga dekinai. 1. Chitte. 2. Nobite. 3. Nukete. 4. Nagarete. Hãy, 何番ですか? Hãy, Quốc Sáng 早いですね. Bạn Quốc Sáng chọn 3 番, 抜けて. Hãy, hãy Hoàng Nhi Sáng, 3 là xì hơi, xấu tê. Hãy, 3 番ですね. 抜ける, nghĩa gốc của nó có nghĩa là rụng, ví dụ như rụng tóc này mọi người, rụng tóc, rụng lông mi đúng không? Còn trong câu này, cái từ thay là lốp xe, còn cư kỵ là không khí đúng không? Thì mình sẽ hiểu là cái khí ở trong cái lốp nó bị rụng, tức là sao nhỉ? Nó bị xì hơi, nó bị hết hơi đúng không? Thế cho nên là không thể nô được, không thể đi ngay lập tức được đúng nào. Còn bai cự là cái gì cả nhá? Bai cự là cái xe máy đúng không, dịch cả câu nhá. Vì xe máy bị xì lốp thế cho nên là không thể đi ngay lập tức được. Hãy, 1, 2 và 4 có bạn nào comment đáp án chưa? Xì hơi của bánh xe ra thì không đi được, đúng rồi. Ok, cảm ơn Quân Nguyễn Sàng nha. Quân Nguyễn bạn có comment rồi. Ichiban, từ chi đự của chúng ta sẽ là từ rơi hoặc là rụng, tự động từ đúng không, ví dụ như là hoa lá ấy, mọi người đấy.
Bây giờ đang là mùa lá đỏ rồi đúng không? Mùa Meiji rồi đúng không? Có bạn nào đi ngắm lá đỏ chưa? Đấy, ví dụ như là lá nó rụng xuống á, thì chúng ta sẽ gọi là Hagachiru. Còn số 2 từ Nobiru thì sẽ là dài ra. Đây cũng là tự động từ mọi người nhé. Dài ra này thì không giống như cái kéo dài, cái đường ray mà chúng ta vừa làm ở câu trước, mà nó ví dụ như là tóc mình dài ra này, râu dài ra, hoặc là chiều cao. Chiều cao dài mình không nói thế đúng không? Nhưng thay vào đó mình sẽ dịch là cao lên. Để cho cả nhà lưu ý cái cách đọc cũng như là ý nghĩa của hai từ Nobiru và Nobasu nhé. Còn số 4 từ Nagareru chúng ta nói quá nhiều trong các buổi live lần trước rồi. Thì chữ này nó có nghĩa là chảy, nếu mà nói về dòng nước đúng không? Misuga Nagareru, hoặc là dùng trong tin đồn. Các bạn biết từ tin đồn không? Uwaza đúng không? Thì sẽ là Uwaza ga Nagareru. Được chưa nào? Hay. Ok, tiếp theo nhé. Câu số 64. Câu 64 như sau này. Sekaijuu de naninani abita. Abita, đúng nào. 1. Chú ý. 2. Ishiki. 3. Kanshin. 4. Chumoku. Rồi, mọi người chọn số mấy nào? Song Hỷ cũng chọn 2 và Tân Trần chọn 4. Tức là mọi người đang nghiêng về 2 với cả 4. Chưa phân biệt được thắng bại. Đang 50-50. À, 2 cả nào. Ok, hai đáp án của chúng ta là 4 mọi người nha. Các bạn nào chọn 2, mọi người thử nghe giải thích này. Ở trong câu này chúng ta có từ chiumoku, các bạn dịch xuống bên dưới nhá. Từ này sẽ mang nghĩa là chú ý. Chú ý, thế nhưng nó sẽ khác so với từ chiu ý của đáp án số 1. Ví dụ đáp án số 1 ấy là chiu shite kudasai đúng không? Bảo mọi người là đi đứng hoặc là làm cái gì đấy cần phải chú ý, cần phải cẩn thận nhé. Còn cái chiumoku ở đây mọi người nhìn thấy chữ mắt không? Tức là nó thu hút sự chú ý của ai đó, đúng không ạ? Thì là chiumoku. Và thường thì nó hay đi với động từ này, chiumoku abiru. Được chưa ạ? Hoặc là chiumoku atsumeru. Các bạn nghe từ atsumeru, bạn nào viết ngay chữ hàng xuống bên dưới giúp mình nhá. Atsumeru, chữ tập ý mọi người là trong từ tập trung đúng không? Thế cho nên mình sẽ dịch cả cụm đó là chủ ngữ đang bị ẩn đúng không? Cái này hoặc là cái sự việc này này thì nó đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Ok chưa cả lớp? Hiểu không ạ? Ii desu ne. Còn đáp án số 2 từ ishiki của chúng ta là chữ ý và chữ thức. Đúng không mọi người? Thì mình hay gọi là bị mất ý thức chẳng hạn đúng không nào? Ishiki. Số 3 từ kanshin là quan tâm. Ví dụ tôi rất là quan tâm đến văn hóa của Nhật Bản chẳng hạn. Nihon no bunka ni kanshin no motteimasu. Ok. Đấy thì các bạn chọn hai, mọi người lưu ý về cái chi tiết này nhá. Trong câu này mình sẽ dịch là một cái gì đấy nó đang được quan tâm, đang được chú ý ở trên toàn thế giới. Hay. Ok. Sang câu tiếp theo là câu 65. Rồi. Imoto wa kazu. Mọi người đọc được chữ Hán không nhỉ? N3 là chắc mọi người đọc hết rồi đúng không? Kazu ga sukunai douburutsu wo naninani suru gatsudou shiteiru. 1. Hokan. 2. Hozon. 3. Hogo. 4. Hosho. Không chỉ đơn thuần là hỏi mọi người về từ vựng đâu, mà đây là học 1 nhớ 4 về chữ Hán liên quan tới chữ hô, chữ bảo của chúng ta nữa đúng không? Các bạn có nhớ nghĩa được hết của 4 từ này không? Bạn Vinh Thế Lim chọn 2. Rồi. Bạn Nguyễn Ngọc Thìn chọn 2 và đáp án của chúng ta không phải là 2. Hay, gian nền desu ne. Rất tiếc đáp án không phải là 2. Các bạn quay xe đi nhá. Quay nhanh còn kịp này. Khắc thắng chọn 3, bắt đầu có phương án khác này. Bạn ấy dịch là bảo hộ, bảo vệ. Bảo Long 2. Mọi người dịch là bảo tồn động vật. Ok rồi, nhưng đáp án không phải là hồ rôn đâu ạ, mà nó phải là số 3, hồ gỗ. Được chưa? Đúng rồi, phải quay xe nhanh nhá. Bạn Trịnh Vũ, bạn Ngọc Ánh chọn một nữa này. Ok, câu này bắt đầu khó rồi đây đúng không? Các bạn chọn đáp án Parabara rồi. Mọi người thử nghe phần phân tích như sau nhá. Như mình có vừa nói thì cả bốn đáp án đều có bốn động từ bắt đầu bằng từ hộ đúng không, là chữ bảo. Trong đó chữ hô bộ của đáp án này là bảo vệ. Bảo vệ để cho mọi người. Đây, các bạn thử dịch trong câu này nhá. Chủ ngữ em gái của tôi đúng không? Động từ chính katsudo shiteru, nó đang hoạt động, tức là nó đang tham gia tích cực trong cái hoạt động gì đó đúng không? Hoạt động này là hoạt động gì đấy ạ? Đó là bảo vệ các loài động vật còn số lượng ít, những cái loại mà đang trên đà bị tuyệt chủng ấy mọi người, thì người ta lập thành một cái câu lạc bộ hoặc là một cái tổ chức để bảo vệ, để mà bảo tồn những cái loài động vật này. Thế còn đáp án số 2, cái mà từ đầu mọi người nghiêng về nhiều nhất, mặc dù chữ Hán của nó là chữ bảo và chữ tồn thật, nhưng nó sẽ mang nghĩa là bảo quản. Bảo quản dùng trong trường hợp là đồ ăn ấy nhá. Ví dụ như là bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh ấy mọi người. Còn một ý nghĩa nữa là lưu file. Bạn nào mà chuyện ngôn ngữ của điện thoại hoặc là máy tính sang tiếng Nhật, thì khi mà mọi người làm một cái tác vụ gì đấy mà muốn lưu lại thì nó chính là từ hồ dôn này. Các bạn có để ý thấy không ạ? Hồ dôn nhá. Đáp án số 1 từ hô căng chính là từ bảo và từ quản đúng không? Nó cũng là bảo quản. Hay. Thế bây giờ nó khác với hồ dôn như thế nào? Thì cái bảo quản này nó sẽ nghiêng về là mình cất giữ, mình bảo quản một cái vật dụng đồ đạc nào đấy để tránh trong trường hợp nó bị bụi bặm hoặc nó bị xước, bị hỏng.
Được chưa nào? Thì nó không liên quan đến đồ ăn nhé, mà liên quan đến những cái đồ vật vận dụng thông thường thôi. Còn số 4, từ hồ sơ là chữ bảo và chữ chứng thì nó sẽ mang nghĩa là bảo đảm hoặc là bảo hành. Đấy. Rồi, nhất định là mọi người phải chụp lại màn hình hoặc là memo vào nhanh nhá. Câu này dễ lừa đây đúng không? Đấy. Đấy, mọi người hiểu vấn đề chưa ạ? いいですか?わかりましたか? Ước gì câu này ra vào đề thi năm nay nhỉ? Thì chắc chắn là không ai sai được nữa rồi. Chúng ta đã giải thích quá là chi tiết kỹ càng rồi mọi người nhé. Và ngay cả cách đọc trong bốn chữ Hán này mọi người cũng nhớ để nắm được. Và biết đâu cũng sẽ hỏi trong bài đọc chữ Hán thì sao đúng không nào? Bởi vì đây toàn là những chữ Hán liên quan đến trình độ N3 của chúng ta thôi đấy ạ. Hãy tiếp theo câu 66 ạ. 66. 彼は何々しながら課長に言い訳をしている。1. ベロベロ。2. もぐもぐ。3. くねくね。4. べこべこ。Hay. Nghe nói là các bạn học viên rất là sợ từ láy, đúng không? Đi thi là các bạn sợ lắm. Xem câu này có dễ ăn không mọi người nhá, hay lại khó nhằn tiếp. Rồi đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong câu này nào. Hay. Hai vế được liên kết với nhau bằng ngữ pháp của N4 thôi. Nagara, đúng không? Vừa làm V1, vừa làm V2. Để có thể làm được câu này thì thứ nhất là các bạn hiểu cái vế sau người ta đang nói gì, đúng không? Iwake, chắc chắn là tất cả các bạn đều biết rồi. Rồi, bạn Minh Kha chọn 1, Bảo Long 4 là khúm núm. Song Hỷ chọn 4, khúm núm. Mạnh Quốc chọn 2. Lại là một câu mà nhiều đáp án đưa ra quá, đúng không ạ? Hay. Bình thường cái từ beko beko chắc chắn là các bạn đều đã được học với ý nghĩa là đói meo, đúng không? Đói bụng. Đấy. Tuy nhiên nó còn một nghĩa nữa và trong câu này thì chúng ta sẽ dịch là khúm núm như hai bạn có vừa viết ở phần bình luận rồi. Khúm núm. Thường là khi mà chúng ta xin lỗi thế này này mọi người hoặc là mình đang đi năn nỉ người ta làm cái gì đấy thì sẽ dùng beko beko. Nhớ chưa? Mọi người thử dịch lên câu này nào. Anh ta đúng không? Vừa khúm núm xin lỗi, vừa iwake là bao biện là biện minh với ai đấy ạ? Với ông tổ trưởng. Mọi người tưởng tượng hình ảnh ấy chưa? Anh ấy làm một cái lỗi gì rất là nghiêm trọng đúng không? Anh ấy vừa khúm núm xin lỗi và vừa bao biện biện minh với ông tổ trưởng. Còn lại số 1 này, 2 và 3. Rồi. Số 1 của chúng ta pero pero là liếm láp để cho mọi người. Ví dụ như các con thú cưng như là con mèo, con chó mà các bạn nói là liếm tay này, đúng không? Hãy watashi no teo. Đấy. Pero pero nameru được chưa nào? Là con chó đang liếm tay của tôi. Hoặc là liếm nếu mà liếm kem nói về con người đúng không? Nói về hoạt động của con người. Đấy, liếm kem, liếm kẹo mút chẳng hạn. Còn số 2 từ mogu mogu của chúng ta là gì ạ? Mogu mogu là nhai nhóc nhép. Hãy ví dụ nhai kẹo nhóc nhép đúng không? Kodomo wa okachi wo mogu mogu tabete iru. Được không ạ? Mọi người nghe đâu? Còn số 3 từ kune kune của chúng ta có hai nghĩa. Một là ngoằn nghèo nói về đường đi, được không ạ? Ngoằn nghèo mọi người nhá. Ý nghĩa thứ hai là ẻo lả, óng ẹo nói về cái tính cách hoặc là cái trạng thái điệu bộ của con người. Đó. Còn cuối cùng pedo beko beko chúng ta nói rồi cũng có hai nghĩa. Một là thể hiện cái trạng thái của mình đang đói đúng không? Rất là đói, đói meo, đói mốc rồi là cồn cào ruột gan lên. Còn nghĩa số 2 sẽ là khúm núm dùng khi mà mình muốn xin lỗi hoặc là năn nỉ ai đó làm gì. Cả nhà nắm rõ được chưa nhỉ? Hay. Đúng là nói về từ láy thì nó rất là khó đúng không? Tuy nhiên là các bạn nhớ cái trường hợp sử dụng của nó nhé và các nghĩa đi kèm. Ok. Rồi. Tiếp tục câu 67. 友人が何々と独り声を言っている。1. ガリガリ。2. フツフツ。3. グツグツ。4. ブツブツ。Hay. Tiếp tục thêm một câu nữa về từ láy nào. Bảo Long 4, lẩm bẩm, tham mự 4, so desu ne. Chính xác rồi, đáp án của chúng ta là 4. Bứt sự là lẩm bẩm, lèm bèm, đúng không? Trong câu này còn có một từ rất là hay này. Hitori goto, hitori là một rồi. Goto là lời nói cái gì đấy đúng không? Nên mình sẽ hiểu là độc thoại là nói một mình. Hay, chủ ngữ là ai nhỉ? Yuji, bạn đúng không? Bạn thân của tôi thì đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Đang lẩm bẩm độc thoại một mình. Ok không ạ? Lẩm bẩm, lèm bèm nha. Số 1, gari gari thì nó sẽ có hai nghĩa. Một là mang ý nghĩa là tượng thanh khi mà chúng ta cắn vào một cái vật gì đấy cứng, ví dụ như gặm xương chẳng hạn, đó thì mình sẽ dùng gadi gadi. Thứ hai là về tượng hình, là mình sẽ so sánh, mình sẽ miêu tả ai đấy gầy một cách là gầy trơ xương, gầy ruột ra ấy mọi người, đấy thì gọi là gadi gadi yasete iru, là gầy trơ xương nhá. Còn số 2 từ futsu thì sẽ thể hiện nước sôi nhưng mà là sôi lăn tăn thôi. Đấy, tức là bắt đầu sôi đúng không? Sủi bọt lăn tăn thì gọi là futsu. Còn gutsu cũng cái thể hiện là cái nước sôi. Tuy nhiên thì cái mức độ nó mạnh hơn là sôi sùng sục để cho mọi người. Sôi mạnh, sôi già đấy thì mình sẽ dùng từ số 3 là gutsu. Hay. Hay, tiếp theo câu 68. Câu 68 như sau. 好きだったお菓子が何々製造中止になっていた。1. かすかに。2. ほんの少しだけ。3. いつか。4. いつの間にか。はい。
Hãy Thảo Lê bạn có hỏi là gura gura là gì vậy sensei đúng không? Từ này thì nó sẽ mang nghĩa là rung lắc rất là mạnh nhá, nó hay đi với động từ yure được. Thảo sang biết từ đấy không? Gura gura yure được thì có nghĩa là rung lắc rất là mạnh khi mà có động đất xảy ra ấy mọi người. Đó, đấy là cách sử dụng của động từ này, của tính từ này. Hãy Còn quay lại với câu 68 thì có hai bạn đã mới comment rồi là bạn Song Hỷ chọn 4, bạn Tham Ngự chọn 4, à Bảo Long chọn 4, Đức Trung cũng 4. Itsunomani ka? Hãy so desu. Nhông bạn ですね. Hãy xe cài. Itsunomani ka của chúng ta là không biết từ lúc nào đúng không? Thì mọi người thử ghép lên câu này. Chủ ngữ đây. Cái loại kẹo đúng không mà tôi đã từng thích thì không biết từ lúc nào mà nó đã bị gì như mọi người. Seizo là sản xuất, còn chuichi là đình chỉ, là dừng lại đúng không? Tức là cái loại kẹo này nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Đấy, mình không biết là từ khi nào luôn thì mình sẽ dùng là itsunomani ka, không biết từ lúc nào đúng không mà nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Hay còn đáp án nào mọi người biết nữa không nhỉ? Ừ, bà Long dịch như sau: cái kẹo mà tôi thích không biết từ lúc nào mà nó đã ngừng sản xuất. Hay y Long sản. Còn lại số 1, 2 và 3. Hay các bạn có biết nghĩa không nào? Do you imi desu ka? Số 1 của chúng ta Kaskani thì nó hay đi với động từ là kikoeru hoặc là mieru để thể hiện là hành động mình nghe loáng thoáng hoặc là nhìn thấp thoáng thôi. Đã, mọi người hiểu ý không ạ? Kaskani, được chưa? Kaskani kikoeru, kaskani mieru. Đáp án số 2, honno-skoshi thì mọi người cũng gặp và nghe nhiều rồi. Ở đây thêm từ dake để nhấn mạnh cái mức độ tối thiểu đấy nữa. Honno-skoshi dake, ego ga hanaseru. Mọi nghe được không? Là tôi chỉ nói được tiếng Anh có một chút xíu thôi. Đấy, là chỉ một chút nhá. Còn itsuka thì dễ quá, từ N5 chúng ta đã học rồi. Là một ngày nào đó, đúng không? Ví dụ, itsuka France ni ikitai na, đúng không? Một ngày nào đó thì tôi muốn, mình sẽ đi Pháp. Hai. Rồi, mọi người nắm được hết rồi đúng không? Chúng ta chuyển sang câu 69. 69 thì chuyển sang dạng câu hỏi là về katakana nhé. Hãy Eiga o mite iru saichū wa nani nani mōdo settei ni shite kudasai. Hãy 1 mane, 2 minor, 3 mana, 4 mafura. Ok. Trong câu này có một ngữ pháp của N3 luôn đấy mọi người. VT ni được hoặc là danh từ no đi với saichū đúng không? Là trong lúc đang làm V1. Đó. Thì đây là trong lúc mà tôi đang xem gì nhỉ? Đang xem phim đúng không? Hãy rồi đuôi câu VT kudasai. Hay. Có bạn nào dịch được chưa? Ừ, Thảo Lê chọn 3 rồi này, Tham Ngữ chọn 2. Hay. Bốn chữ này thì đều bắt đầu bằng ma hết đúng không? Mane, Maina, Mana hoặc là Mafuda. Hay. Thanh Hoa chọn 3, Phú Thiện 3, Khắc Thắng 3, Trịnh Vũ 2. 2 và 3. Khác nhau một chút xíu là có thêm cái chữ y ở giữa đúng không? Ừ, hay. Rồi. Câu này thì cả lớp mình phải chọn 3 được không cả nhà? 3 nha. Mana của chúng ta chính là những cái cách cư xử là lễ nghi. Còn trong trường hợp cụ thể trong câu 69 thì ghép mana modo sẽ là chế độ im lặng mà chúng ta cài đặt ở trong máy tính hoặc là điện thoại ấy mọi người, là chế độ im lặng. Vì vậy mình sẽ dịch là trong lúc xem phim thì hãy để ở chế độ im lặng. Đúng không? Hợp lý không nhỉ? Mana modo, mọi người nhớ chưa? Chế độ im lặng. Còn số 2 nhiều bạn đang bị nhầm này, thì từ maina nó có hai nghĩa. Một là nhỏ. Cái từ này này mọi người, một là nhỏ, hai là ít được biết đến, không nổi tiếng, không phổ biến lắm. Ví dụ maina Cacio chẳng hạn, đúng không? Một người ca sĩ mà ít có tiếng có tăm, là không nổi tiếng và không được nhiều người, không được khán giả biết đến rộng rãi. Đấy thì mình có thể dùng trường hợp Maina. Còn từ Mane thì trong buổi live tuần trước, có bạn nào xem live của cô Hiền không? Đã xuất hiện từ vựng này rồi, được không ạ? Chúng ta cứ chăm chỉ mọi người nhá, cứ xào đi xào lại là các bạn chắc chắn là sẽ nhớ lâu nhớ dai luôn ạ. Thì từ này nó chính là từ tiền của từ money ấy mọi người. Hãy viết này đúng nhỉ? Tiền nhá. Còn số 4, Mafura chính là cái khăn quàng cổ đúng không? Khăn quàng len ấm áp vào mùa đông ấy, gọi là Mafura. Rồi. Hãy câu 70. Tiếp tục chuỗi câu hỏi liên quan tới kana, katakana tiếp này. Câu 70. Plastic wa shitezu ni nani nani suru yo ni shiteiru. 1. Recycle. 2. Recall. 3. Cycling. 4. Y reverse. 1 reverse. Hãy. Oanh Liên 1, Mỹ 1, Thảo Lê 1, Phú Thiện 1. Hay bạn Mạnh Quốc dịch là đừng vứt nhựa mà hãy tái chế. Ừ, số 1 recycle được là tái chế, chính xác. Ok, hãy không sai đi đâu được đúng không? Câu này chắc chắn phải là một rồi. Chúng ngữ trong câu là plastic, plastic ấy mọi người là nhựa đúng không? Sau đó có thêm một ngữ pháp dự nhị, các bạn N3 học rồi đúng không? Nó sẽ bảo với nai đấy. Còn cuối câu thì là một ngữ pháp cũ của N4, yonishite được thể hiện tính cố gắng rồi là duy trì đều đặn đúng không? Thì trong câu này mình sẽ hiểu chúng ngữ ẩn là tôi đúng không ạ? Tôi thì đang cố gắng là tái chế nhựa đúng không? Thay vì vứt nó đúng không? Thay vì bỏ nó đi.
Decide có được là tái chế. Tiếp theo số 2 mình có từ decode được mang ý nghĩa là thu hồi, ví dụ hàng bị lỗi nhá. Mặc dù là được bày bán rồi, được phát hành rồi nhưng mà vì bị lỗi cho nên mình sẽ phải thu hồi lại để nhà sản xuất xử lý thì gọi là decode được. Số 3, cycling chính là việc đạp xe nhưng nó không đơn thuần là chỉ cái việc đạp xe hàng ngày mình đi làm hay là đi học, đi chợ, mà cycling thì nó sẽ nghiêng về đạp xe về thể thao hoặc là giải trí mọi người nhé. Còn số 4, từ one day pass thì nó sẽ có nghĩa là vé dùng trong ngày, giới hạn một ngày thôi, có thể là vé đi tàu này, đi xe buýt hoặc là vé ở các khu vui chơi. Đấy, nói chung là one chính là chữ một đây này mọi người. One, còn đi chính là chữ day, ba sự là chữ pass. Đấy, thì nó sẽ mang nghĩa là vé dùng trong ngày, vé một ngày thôi. Hai, wakarimashita ka? Hai, ii desu ne. Rồi, ngoài ra mình xin phép được giới thiệu thêm cho mọi người một chút xíu về khóa luyện đề chuyên sâu và cấp tốc của Dũng Mori sẽ được chính thức khai giảng vào ngày 4 tháng 11. Các bạn nào mà đang muốn luyện đề N3, N2, N1 trước khi đi thi thật thì các bạn có thể tham khảo khóa học này, lớp học này của Dũng Mori nhé. Và sẽ là bốn thầy cô sẽ phụ trách trong khóa học Zoom này, đó là thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và cô Hiền. Trong cái khóa học này thì chúng ta sẽ có 12 buổi là chữa 12 đề thi GLBT. Không chỉ là chúng ta chữa đúng đáp án đâu mà chúng ta sẽ được tổng hợp một cách chính thống và chuẩn xác nhất các dạng đề thi theo cái format và cái xu hướng ra đề thi những năm gần đây, đồng thời là chiến lược, là mẹo, là tip hữu ích để giúp các bạn đi thi tiết kiệm thời gian hơn và khoanh chính xác hơn. Mục tiêu của cả khóa đó là sẽ giúp mọi người tăng 20 tới 30 điểm trước khi đi thi thật. Hay. Và nếu mọi người có quan tâm thì các bạn có thể để lại inbox cho fanpage của Dũng Modi để được tư vấn chi tiết cũng như là nhận ưu đãi và nhận cam kết trong khóa học này ngay tại buổi live ngày hôm nay. Hay. Yoroshiku onegaishimasu. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi đến 10 câu còn lại mọi người nhé. 71. Hay, 71 nha. 6 nin de 6000 yen dakara nani nani suru to hitori 1000 yen desu. 1. Dashizan. 2. Hikizan. 3. Cả kê răng 4. Và đi răng 2. Xong thì 4. Lê Văn Dương 4. 2. Ý desu ne. Chính xác. Và đi răng của chúng ta chính là phép chia. Đúng không? Ở đây có con số này. 6 người thì sẽ hết 6 sen là 6.000 yên. Đúng không? Vì vậy, nếu mà chia ra, đúng không ạ? Nếu chia ra thì một người là 1.000 yên. Chính xác. Phép chia. Ngược lại thì ta si răng chính là phép gì cả nhá? Phép cộng, ta sự, đúng không ạ? Khi cự là trừ, vì vậy hikki răng là phép trừ và cà kê răng là phép nhân, đúng chưa ạ? Đây là bốn phép tính cơ bản nhất trong toán học thôi ạ, cộng trừ nhân chia cả nhà nhá. Hãy chính xác. Hãy tsugi 72. Rồi 72 như sau này. Shiken de nani nani mondai no imi ga wakaranakatta. 1. Toarete iru. 2. Kakitotte iru. 3. Sakusei shite iru. 4. Kinyu sarete iru. Hãy Phú Thiện chọn 4, Mạnh Quốc chọn 2. Thầy, hai bạn đầu tiên đã là hai đáp án khác nhau rồi. Thêm bạn Thái Bảo chọn 1 nữa. Lại là một câu khó đây đúng không? Rồi, Nguyễn Duyên 4, Oanh Liên 4, Thanh Hoa 2, Phạm Anh 2, Tha Mự 1, Vinh Thế Lim 4, Thảo Lê 4, Hứa Thu Thắm 1. 2 và 4 rồi là 1 cũng nhiều nhiều ấy đúng không? Đáp án trong câu này là 1 cả nhà nhá. Mọi người nhìn thấy chữ Hán này quen không? Chữ vấn đúng không? Mình sẽ đọc là tô được chưa ạ? Tobarete iru có nghĩa là được hỏi, bởi vì đây là chia sang thể bị động sẵn rồi, là được hỏi. Còn tại sao một đúng, các bạn thử dịch lên câu này. Tôi đúng không? Không hiểu, hiểu cái gì? Ý nghĩa của câu hỏi mà đã được hỏi trong kỳ thi. Ok không ạ? Nghe rất là hợp lý đúng không? Ý nghĩa của câu hỏi đã được hỏi ở trong kỳ thi. Còn tại sao 2 và 4 mà các bạn nhầm này? Số 2 mình sẽ đọc là kakitotte iru. Kakitotte iru là ghi chép. Đúng không? Ghi chép, ví dụ như các bạn nghe bài của giáo viên và ghi chép vào trong vở, hoặc là các bạn nghe băng luyện tập chokai ấy, rồi là mình ghi vào, mình memo vào thì cũng gọi là kakitotte iru, kakitotte iru. Còn số 4, từ kinyu của chúng ta là từ điền vào. Đó, nó thường sẽ là đi với các form, các bạn điền vào hồ sơ, giấy tờ, tài liệu hoặc là các cái form đăng ký gì đấy thì sẽ dùng động từ này nhá, kinyu suru. Ở đây lại chia thể bị động kinyu sarete iru. Đấy. Còn số 3, từ sakuse chính là từ tác và từ thành đúng không? Nhưng nó không mang nghĩa là tác thành kiểu hai người quen nhau hay gì đâu nhá, mà nó sẽ mang nghĩa là soạn thảo. Soạn thảo, ví dụ như là các bạn đánh một cái file Word này, hay là các bạn tạo một cái tin nhắn, tạo một mail chẳng hạn thì gọi là sakuse suru. Cả nhà hiểu chưa? Đấy, vì vậy là nhớ là phải học theo cụm từ nha, để biết chính xác cái động từ này thì nó phải được dùng trong trường hợp như thế nào, đi với danh từ như thế nào. Ok, 73. 履歴書をメールに何々して送ります. 1. 伝書 2. 返信 3. 添付
Dông, xe đi. Ừ, 73 bạn nam Trần chọn 2. Hèn xin, Tây Đô chọn 3. Tên vợ, Tam Ngự chọn 4. Hay, xe đi. Thái Bảo chọn 4. Ừ, hôm nay buồn cười quá. Các bạn chọn cả 4 đáp án được luôn ý. Phú Thiện 3. Ừ, Phạm Anh 3. Ok, mọi người nhớ nhá. Tên vợ là đính kèm, nó hay đi với mê đự lắm. Đấy, nếu mà mọi người học chắc trong phần từ vựng rồi thì chỉ cần nhìn thấy dấu hiệu là thấy mê đự, thấy mêu một cái thôi là mình cũng đã có thể đặt niềm tin, đặt ngôi sao hy vọng vào tên vợ được rồi, đúng không? Còn cái bước để xác nhận và để chắc chắn nó đúng thì các bạn sẽ dịch câu, đúng không? Tên vợ là từ đính kèm. Đính kèm cái gì đi với ộ, đúng không? Đính kèm bản sơ yếu lý lịch và gửi cùng với mail, đúng không? Okurimasu là gửi mà. Đấy, gửi cùng mail nhá. Còn số cái gì mà mọi người đang bị nhầm nhỉ? Henshin à? Henshin ở đây là phản hồi, là trả lời, đúng không? Nó cũng được dùng cho mail, cho thư từ hoặc là tin nhắn, nhưng sẽ mang tính chất là mình nhận được tin nhắn của ai đó và mình trả lời, kiểu mình rep lại người ta thôi, đúng không? Ok chưa? Còn số 1, từ tên show, mọi người nhìn thấy tên là chữ chuyển, đúng không? Vì vậy tên show là từ chuyển tiếp. Hay, ví dụ mình nhận được một tin này rồi mình sẽ chuyển tiếp cho người khác đấy ạ. Chuyển tiếp. Đấy, cũng là chuyển email, chuyển thư hoặc là tin nhắn nhá. Còn cuối cùng từ series thì là cái không liên quan nhất đấy ạ. Chính là từ chỉnh lý này hoặc là sắp xếp. Hai, oboite masu ka? Đúng rồi, đính kèm thêm với sơ yếu lý lịch. Ok. Tsugi, 74. Tsukarete ita no de jūgyō chū ni nani-nani shimatta. 1. Inemuri shite. 2. Kyūgaku shite. 3. Namakete. Yong, sabote. Hay. Thảo Lê chọn 2, Mạnh Quốc chọn 1, Sanhi 1. Ừ. Rồi, câu này mọi người nghiêng về một khá là nhiều đây này. Liệu một có đúng không ta? Huy Vũ Sàng 1, Mạnh Quốc 1 là ngủ gật trong giờ. Tôi rất là mệt nên tôi đã ngủ gật trong lớp. Chính xác ạ, à? Mọi người dịch cũng khá là hay rồi. Inemuri, đúng không? Có nghĩa là ngủ gật mọi người nhá. Hay. Từ này rất là thú vị đúng không? Ngủ gật. Rồi, dính lên câu nào. Vì tôi rất là mệt cho nên tôi đã lỡ ngủ gật ở trong giờ học jūgyō chū, được không nào? Cả nhà mình đọc được chưa? Còn số 2, từ kyūgaku. Mọi người nhìn thấy chữ kyū chưa? Yasumu là nghỉ đúng không? Gaku là chữ học, thì chữ này sẽ mang nghĩa là nghỉ học. Nghỉ học, tuy nhiên nó không phải là nghỉ hẳn giống cái từ taigaku đâu nhá. Bạn nào biết từ taigaku không? Comment xuống bên dưới nhá. Taigaku là chúng ta sẽ nghỉ hẳn luôn, đúng không? Kiểu như là mình bảo lưu hoặc là mình chuyển trường sang cái trường khác, tức là nghỉ hẳn cái trường đấy luôn ạ. Còn kyūgaku ở đây là mình nghỉ một cái thời gian nhất định thôi. Ví dụ như mình gặp một cái trục trặc gì đấy, hay là mình bị ốm, mình bị bệnh gì cần phải điều trị một thời gian, hay là bất cứ một cái lý do nào mang tính chất cá nhân của các bạn mà mọi người muốn xin nhà trường cho mình nghỉ một thời gian cũng dài dài đấy, thì mình sẽ dùng từ này nhá, kyūgaku suru. Được chưa nào? Còn số 3, mình có từ namakeru thì sẽ là lười biếng ạ. Lười biếng. Rồi, lười biếng này. Còn số 4, từ sabo là trốn học. Trốn học, cúp tiết ấy. Ví dụ như mình không thích học cái môn này thì hôm nay mình trốn, mình bỏ đi chơi game, đúng không? Các bạn khai thật đi, đã bạn nào sabotei tạ chưa? Hay, 75 nào. Hội thoại giữa A và B. Suni ka no himo ga hodokete iru. Honto da, nani nani kara, matte. 1. Nuku. 2. Kutsukeru. 3. Musubu. 4. Nữ hãy động từ nào được đây cả nhà nhỉ? Sneaker là cái đôi giày đúng không? Đôi giày sneaker đấy. Himo là gì? Rồi là hodokete iru, trạng thái đang như thế nào? Lê Văn Dương 3, Bảo Long 3 là buộc vào. Ok. Ừ, Phú Thiện 3. Ok, rồi. Ở đây mình sẽ có những cái từ mới như sau. Đầu tiên, himo là dây đúng không? Dây giày ấy mọi người. Đấy, là dây giày của bạn đang bị tuột kìa. Bạn B mới chợt nhận ra nhìn số giày của mình đúng không? Ôi thật à, đúng không? Honto da. Thế. Và cho nên bạn ấy sẽ bảo là gì nhỉ? Musubu kara matte đúng không? Vì tôi sẽ cột lại, tôi sẽ buộc lại cho nên bạn chờ tôi một chút nhé. Có đúng không cả nhà? Musubu là buộc, là kết nối, được chưa ạ? Ngoài ra thì nó còn mang một nghĩa bóng nữa là ký hợp đồng. Được nhá. Thế còn số 1 của chúng ta từ nước cự là gì? Lúc đấy mình gặp từ nước kê đự rồi. Vậy còn nước cự? Từ nước cự của chúng ta là nhổ, là rút. Ví dụ như nhổ răng chẳng hạn này, đúng không? Hoặc là mình rút cái gì ra, mang tính chất là tháo gỡ, tháo bỏ cái gì ra. Hoặc là rút cái gánh nặng ở trên vai ra, đúng không? Gọi là nước cự. Còn số 2 mình có từ cực sức kê đự là gắn chặt. Gắn chặt, mình gắn cái gì đấy vào một vận dụng khác. Được chưa? Kuske được. Còn số 4, từ nữ, có bạn nào bình luận chưa? Nữ, nghĩa gốc nhất của nó thì sẽ là khâu vá, đúng không? Ví dụ như là, gọi là gì nhỉ? Thêu thùa ấy mọi người, khâu vá chỉ, rồi là liên quan tới quần áo, vải vóc, đúng không? Còn nghĩa khác thì là luồn qua, lách qua đám đông.
Tức là người ta đang xếp hàng dài như này, mình luồn qua đúng không? Thì cũng có thể dùng động từ này nhá, là lựa. Còn một nghĩa nữa các bạn cũng có thể là memo thêm, đó chính là mang nghĩa tranh thủ hoặc là tận dụng khoảng thời gian rảnh để làm việc khác, mình cũng sẽ dùng động từ lựa. Hay. Vậy là tính ra tổng cộng nó có 3 ý nghĩa đấy cả nhà nhá. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục sang câu tiếp theo 76. 76. 車の事故にあったが、何々よかった。1、気をつけて。2、いい加減で。3、お気の毒で。4、大したことがなくて。Phú Thiện 4, Khắc Thắng 4, Mạnh Quốc, Bảo Long đều chọn 4. Và thêm một bạn nữa là bạn Diệp chọn 4, Oanh Liên 4. Ok ạ, hãy chính xác. Mọi người nhìn chữ Hán này, đây là chữ đại đúng không? Tai shita koto mà đi với phủ định ga nakute, tức là không có cái chuyện gì to tát hay là nghiêm trọng cả. Mọi người thử ướm lên câu xem. Tôi đã gặp tai nạn ô tô đúng không? Thế nhưng mà thật là may mắn vì không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hoặc là xảy ra chuyện gì to tát cả. Được không nào? Tai shita koto ga nakute. Số 1, kiosukete, chúng ta nói suốt rồi đúng không? Là bạn hãy chú ý, hãy cẩn thận nhé, đúng không nào? Kiosukete. Số 2, ikagen de, nó có hai nghĩa. Một là khi mà mình trả lời tin nhắn một cách qua loa hời hợt, được chưa nào? Ikagen, henshin suru này. Một nghĩa khác, có bạn nào biết không? Gợi ý một nghĩa rồi, còn một nghĩa nữa. Ikagen. Đúng rồi, chính xác, nó sẽ là một vừa hai phải thôi. Ví dụ ai đấy đang đùa trêu mình có quá mức rồi đúng không? Mình bảo là ikagen ni shinasai đúng không? Một vừa hai phải thôi. Số 3, okinodoku de là đáng thương, tội nghiệp. Hãy chú ý shite kudasai. Tsugi 77. Đúng rồi, kiểu láo nháo đúng không? Hãy ok nha, quốc sàng nha. 77 này cả nhà. Nani nani ga dozo o hari kudasai. 1. Katasukeraremasen. 2. Chirakatte imasu. 3. きれいにしません。4. 汚れていません。はい。Diệp chọn 2. Tham Mự chọn 2. Rồi, đáp án của chúng ta chính xác là số 2. Như bằng. Chirakatte iru sẽ là bừa bộn mọi người nha. Bừa bộn. Hãy bừa bộn. Thế các bạn dịch lên câu nào. Có thể nói phòng là nhà của tôi đúng không? Không không gọi là bừa bộn đấy đúng không? Thì mọi người sẽ dịch như sau này. Phòng của tôi hơi bừa bộn một chút xíu đúng không? Nhưng mà mời bạn vào trong nhé. Kiểu mình khách sáo đúng không? Phòng của mình bừa bộn thì mình nói trước với bạn mình như vậy. Phòng của tôi hơi bừa bộn một chút đấy đúng không? Cậu vào xem nha. Cậu vào chơi nha. Rồi. Đáp án số 1. Katazukeru là dọn dẹp, là sắp xếp. Ở đây là chia thể khả năng nhỉ, đúng không? Katazukeraremasen, không thể dọn dẹp. Số 3, từ kire là sạch, là đẹp. Kire ni shimasen là không làm sạch, không làm đẹp. Còn số 4, động từ này là bẩn, đúng không? Sẽ là bẩn. Hay. Yogorete imasu. Đề N3, tháng 7, 2018. Đấy, liệu mọi người đi thi mà gặp câu này thì có xử lý được không? Có chọn đúng được không? Đấy, chỉ trong giai đoạn luyện đề là mình cũng đánh giá được cái năng lực hiện tại của bản thân mình như thế nào. Mình biết mình yếu ở phần nào, ví dụ yếu phần từ lái chẳng hạn đúng không? Hay là mình yếu ở phần kata thì mình có thể dành nhiều thời gian hơn để ôn tập lại và trau dồi thêm kiến thức mới. Hay, 78. Otto wa tazoku ni soudan shinai de nani nani ni kaisha o yamete shimatta. 1. Katte. 2. Shinchō. 3. Kimyō. 4. Shinken. Hay, Taido 1. Song hỉ một số ですね. Katteni là gì mọi người nhỉ? Hôm nay mọi người lười dịch quá. Katteni là tự tiện. Tùy ý, đúng không? Tùy ý. Rồi, chú ngữ của câu này là otto, ông chồng của tôi này, ông ấy không làm gì nhỉ? Không có trao đổi bàn bạc gì với gia đình hết mà đã tự tiện nghỉ việc ở công ty rồi. Được chưa? Sodan, trao đổi bàn bạc này. Katteni là tự tiện, tùy ý. Nhớ nhá. Số 2, từ shincho của mình là từ thận trọng, đúng không nào? Thận trọng. Rồi, số 3, kimyo là kỳ lạ. Kỳ lạ. Số 4, từ shinken là, shinken là gì nhỉ? Cẩn thận, đúng không? Hãy. Đúng rồi, chồng tôi không bàn bạc gì với gia đình mà tự ý nghỉ việc. Hãy. Đúng rồi, shinken là nghiêm túc, chính xác ạ. Đấy, các bạn memo thêm nhá. Ok chưa? Rồi, ok, hai câu nữa nào, câu 79. 会議が始まりますから、皆さん、何々、会議室にお集まりください。1、きちんと。2、至急。3、先ほど。4、突然。はい、福さん、chọn 1、Thảo Lê 3、Lê Văn Dương 2。はい、lại là một câu ai mai nữa, đúng không? Trong câu này, các bạn để ý nhá, mình có từ 至急, có nghĩa là khẩn trương. Khẩn trương. Hoặc là ngay lập tức ấy mọi người, ngay lập tức.
nhiều khi là không phải là từ nào các bạn cũng biết, đặc biệt là khi đi thi đúng không, thì số lượng của nó cũng rất là bao la bát ngát, thì mọi người có thể nhìn vào Hán Việt để đoán. Các bạn nhìn thấy chữ Q chưa? Chắc chắn là bạn nào học N3 là cũng sẽ học rồi đúng không? Chữ cấp thể hiện cái gì mà nó nhanh vội gấp gáp cần phải làm luôn làm ngay ấy. Thì chúng ta thử thử ướm lên câu xem nó có hợp lý không nhá. Vì cuộc họp sắp diễn ra rồi cho nên mọi người hãy nhanh chóng đúng không, hãy khẩn trương tập trung ở phòng họp nhé. Rất là ok đúng không, hợp tình hợp lý rồi. Còn từ kitchen tộ thì nó sẽ mang nghĩa là ngăn nắp gọn gàng chỉn chu đúng không. Có mọi người đã thấy sai sai chưa, đúng không nào? Số 1 loại này. Số 2 từ sakihodo chính là từ trước, hãy làm cái gì trước. Còn số 4 totsuzen là đột nhiên, hãy totsuzen đột nhiên, đúng rồi. Hãy i desu ne, chính xác. Kitchen tộ là ngăn nắp cẩn thận. Ừ, sakihodo là vừa nãy lúc nãy, đúng rồi. Mọi người memo nha, vừa nãy lúc nãy. Nó là một cái cách nói nó lịch sự hơn so với từ saki ấy mọi người. Hãy, ok, chính xác. Các bạn có comment được là 3 là vừa nãy lúc nãy. Rồi, câu cuối cùng của chúng ta, câu 80. Hãy, この店には子供用品が何でも何々。1. まとまっている。2. 黙っている。3. 集中している。4. 揃っている。はい。どれですか? Phú cũng chọn 4, Phạm Anh 2, Bảo Long 4. Ok, trong câu này mình sẽ chọn đáp án 4 mọi người nhé. Soroteiru là được chia của động từ soro đúng không? Thì nó sẽ mang nghĩa là người hoặc là một cái vật phẩm nào đấy được sắp xếp, được tập hợp một cách đầy đủ, đồng bộ với nhau. Đó, thì trong câu này mình sẽ dịch là trong cửa hàng này đúng không? Thì có bán đầy đủ tất cả mọi thứ dành cho trẻ em. Tức là tất cả hàng hóa đúng không? Người ta sắp xếp rồi là bày biện ở trên kệ rất là đồng bộ đúng không? Mình đi tìm rất là dễ dàng. Thế còn nhiều bạn cũng đang nghiêng về đáp án số 1 ạ. Từ matomaru của chúng ta là tổng hợp, các bạn nghe quen cái từ matome rồi đúng không? Thì matomaru nó là tự động từ thôi, là ý tưởng này hoặc là thông tin nó được tổng hợp lại thành một cái gì đấy nó chung hơn đúng không? Được tổng hợp lại. Số 2 từ tamaru của chúng ta là liên quan tới tiết kiệm hoặc là tích lũy, ví dụ tích lũy tiền được không nào? Còn số 3 thì là dễ nhất, từ shiu shiu chính là tập trung. Đúng rồi ạ. Đấy, thì các bạn chọn 2 hay là các bạn đang chọn nhầm sang số 1 đây này, thì mọi người lắng nghe phần giải thích và rút kinh nghiệm nhá. Lần sau mình có gặp một trong số những cái từ vựng ở đây thì mình cũng sẽ biết là nó được dùng trong trường hợp như thế nào để có cái cách sử dụng nó tối ưu hơn, chính xác hơn. Ok, mọi người thử tổng hợp xem hôm nay mình làm đúng bao nhiêu câu nào. Hôm nay các bạn vừa cùng nhau chữa 20 câu liên quan tới GPT N3 đấy ạ. Có ai được mang tiền ngày hôm nay không? N3 thì sẽ khó khó hơn đúng không? N5, N4 thì có rất là nhiều bạn được mang tiền. Nhưng mà hôm nay liệu N3 có bạn nào xuất sắc được vinh danh không ạ? Hai, kyo wa kore de owarimashita ne. Minasan, otsukaresama deshita. Xin cảm ơn mọi người vì đã theo dõi livestream ngày hôm nay chữa đề N3. Hai, hontou ni arigatou gozaimashita. Mata shita. Bye bye.